Em hơi nhút nhát trong chuyện con gái, cô với không được nên sợ vậy. Em có một mối tình chia tay khoảng 4-5 năm rồi. Hồi xưa đi học thì cũng chỉ lo học, sau này đi làm thì trong công ty với anh thì cũng có, nhưng mà người ta lập gia đình hết rồi đó chị. Có 5 tuổi chưa mối tình nào mà gọi là chính thức hết. Dạ, chưa được không? Quyết rồi. Tâm không? Ừ. Mời bạn trai. Mời các bạn. Mời bạn gái. Rồi, giới thiệu luôn đi em. Dạ, em chào chị Cát Tường, em chào anh Quyền Linh, chào em. Em chào bạn nam bên kia, chào toàn thể quý vị khán giả hôm nay. Dạ, em tên là Phạm Lan Hương, năm nay em 25 tuổi. Em hiện đang là nhân viên phòng kế hoạch của một công ty Hàn Quốc. Em sinh ra và lớn lên tại Bình Dương. Em đang làm việc bên khu thành phố mới á chị. Bình Dương luôn? Dạ. Hương, 25 tuổi, làm việc tại thành phố mới Bình Dương. Bạn trai. Dạ, em chào anh Quyền Linh, em chào chị Cát Tường và các vị khán giả. Em tên là Đoàn Minh Hoàng. Năm nay 31 rồi. Em đến từ Bình Dương. Hiện đang làm kế toán. Em làm ở Tân Nguyên. Hả? Tân Nguyên. Tân Nguyên. Tân Nguyên. Tân Nguyên. Tân Nguyên cách thành phố mới bao nhiêu xa em? Tân Nguyên qua thành phố mới chắc khoảng 5 cây. Ôi thuận lợi, quá thuận lợi luôn. Rồi, ưu điểm khuyết điểm của mình là gì em? Dạ, ưu điểm của em là một người hiền lành. Vẻ ngoài nhìn vô thì nhìn em có vẻ điềm đạm, làm lì, tạo cho người khác cảm giác là hơi khó gần và hay quan tâm giúp đỡ mọi người. Bạn bè em mà nó hay có chuyện gì mà khó khăn, chuyện buồn ấy, thì em hay cho lời khuyên. Dạ. Rồi. Nhưng mà khi mà em có chuyện thì em cũng rối luôn. Không ai giải quyết được hết, phải tìm một người. Dạ. Càng khuyên càng khuyên càng rối ha. Dạ. Rồi tật xấu của mình là gì? Mình có khuyết điểm gì không? Hát không được hay. Nhưng mà hôm nay lên chương trình thì em cũng sẽ hát một bài hát tặng đến chương trình và bạn nam bên kia. Rồi, làm luôn. Cầm xe Marika han chip bê sợ oppa cầm oppa cầm e ki cầm oppa cầm mừng tung tung he oppa cầm mừng nan chi he e ki cầm mừng no mu ki yu wa ức sư cha ran ta. Dạ, mà nói gì vậy em? Dạ, bài đó là gia đình có ba con gấu. À. Gấu ba, gấu mẹ và gấu con. À. Gấu ba thì mập mập mập. À. Gấu mẹ thì dáng khon thả. Còn gấu con thì rất là dễ thương. Nhúng vai nhúng vai thật là vui. Rồi, bên kia điểm mạnh điểm yếu của em là gì nè? Dạ thưa chị, điểm mạnh của em là không cờ bạc, không rượu chè, không hút thuốc, không gái gú luôn. Em có thể làm được tất cả các công việc ở nhà, nhưng mà em ít làm. Với lại em hơi nhút nhát trong chuyện cua gái. Cua với không được nên sợ chứ anh. Được mấy mối tình rồi? Em có một mối tình, một năm. Nhưng mà chia tay khoảng 4-5 năm rồi. Đúng là nhút nhát thiệt. Có một mối tình thôi mà quen có một năm, chia tay 4-5 năm rồi. Bạn gái bên kia có mấy mối tình rồi? Dạ em thì chưa có mối tình chính thức. Hồi xưa đi học thì cũng chỉ lo học. Sau này đi làm thì cái trong công ty mấy anh thì cũng có, nhưng mà người ta lập gia đình hết rồi đó chị. Có 25 tuổi chưa mối tình nào mà gọi là chính thức hết. Dạ, chưa được hôn. Chưa được hôn? Dạ, chưa được hôn. Bên đây bữa nay quyết tâm không? Bữa nay quyết tâm hôn nha. Quyết tâm luôn anh. Quyết tâm, ta nói quyết tâm hôn đi. Quyết tâm nha. Quyết rồi. Tâm hôn. Ừ. Vậy đi, mạnh mẽ lên. Quyết tâm hôn được rồi. Bây giờ mình mong muốn tìm một người bạn trai như thế nào em gái? Dạ, mong muốn của em là tìm một người bạn trai, thứ nhất là cao hơn em 1m7 trở lên. Rồi, dạ. Em mét mấy? Dạ, em 1m67 ạ. 67 hả? Dạ. Cao ạ. Hiếm xíu được em. Dạ, anh cao 1m bao nhiêu vậy anh? 68 em. Ừ, đi, sát rút luôn. Được không? Dạ, vậy cũng được. Gì nữa? Dạ, người Bình Dương anh. Còn... Bình Dương? Ta ở Tân Nguyên, Bình Dương luôn rồi. Không, em ở hữu thành phố Dầu Một anh, em làm Tân Nguyên. Thì cũng là Bình Dương. Bình Dương rồi, trời ơi. Thì còn gì nữa? Một người thì chín chắn, không có tính chi ly tính toán. Chín chưa? Chám chín chín. Gần chín chín đúng không? Dạ. Ừ, gần chín chín. Còn gì nữa em? Dạ, điềm đạm, chu đáo, lịch sự, lễ phép với người lớn là được anh. À, cái đó là anh có đủ em ơi. Mẫu hình lý tưởng của em thế nào? Dạ, mẫu hình lý tưởng của em thì giống diễn viên Song Joong Ki á anh. Hả? Song Joong Ki hả? Dạ. Bên đây cũng giống lắm rồi nha. Em chắc em á, em Song Joong Ki. Là em Song Joong luôn đúng không? Chắc vậy quá anh. Còn em muốn người yêu lý tưởng như thế nào? Em chỉ cần người kính trên nhìn dưới. Rồi. Hiền, lễ phép.
đừng có lằng nhằng quá, nói ngày cứ cằn nhằn anh. Cằn nhằn giống mẹ em, mẹ em thích. Cái gì vậy? Mẹ phải cằn nhằn con tại đi chơi hoài. Không, cằn nhằn ba chứ không phải cằn nhằn con. Ba, mẹ phải cằn nhằn thôi chứ để ba làm bậy sao. Nhưng mà ít thì được anh, nói là mình biết mình sửa được rồi chứ cứ cằn nhằn từ sáng tới chiều, người sáng tới mẹ chiều. Mẹ cằn nhằn hoài em thích mẹ hả? Dạ có, mẹ phải thích chứ anh. Không được nói vậy không, không, không tính đó. Mẫu hình lý tưởng thế nào? Em giải khoảng chừng 1m3 trở lên, 1m53 trở lên. Ừ, được, cũng hài hước. Không thích đối phương cái gì? Không thích là phụ nữ xe xua quá. Xe xua, xí soạn được không? Cũng được anh. Để anh coi đàn gái sao. Dạ, trời chào ơi, anh. Dễ thương quá, thích Song Joong Ki lắm hả? Dạ, đẹp trai anh. Đẹp trai hả? Anh này nó cũng hơi giống giống Song Joong Ki á. Có duyên á, hài hước được. Dạ. Em ghét nhất tật xấu người đàn ông là gì? Không hút thuốc. Ghét một người không hút thuốc. Về hút thuốc em. Về hút thuốc được không? Em dạ, muốn hút thuốc hả? Được. Dạ không. Chứ này em nói không, không thích đàn ông hút thuốc. À, tôi qua tôi coi nha. Đưa ra tiêu chuẩn rồi tôi coi đúng vậy à. Rồi hồi về đòi hỏi nãy kia nó là không được đâu nha. Chừng nào kết hôn? Khi nào phù hợp thì sẽ tiến tới hôn nhân. Không quan trọng thời không gian. Không quan trọng thời gian. Dạ. Chào dạ, em. Trời ơi, Song Joong Ki hả? Cao 1m68 hả? Hơn được nút hả? Dạ. Chừng nào kia tiến tới hôn nhân được em? Càng sớm càng tốt. Chỉ cần bạn nữ đồng ý là được. À, tóc mình cũng giống Hàn Quốc ha. Dạ. Quăng quăng lọn lọn. Vậy cái này được. Hơi hướng Hàn Quốc nhưng mà nó chưa tới Hàn Quốc. Ừ. Nó mới tới Phú Quốc à. Chuẩn bị gì chưa? Chuẩn bị hết rồi chị. Cụ thể là có cái gì rồi? Tiền bạc thì chuẩn bị xong hết rồi. Xong hết rồi? Dạ, có em có nhà tài trợ chị. Ai tài trợ? Dì em. Dì em tài trợ? Dạ. Bao nhiêu phần trăm? Dì nói cứ làm đi, có nhiêu có đưa hết. Thiệt không? Dạ. Coi như là giờ dì lo hết. Dạ. Rồi ok, vậy là vừa đúng ý bạn gái. Trời, cái lỗ tai tốt ghê, lỗ tai này giàu lắm luôn á. Biết chừng nào giàu nhưng mà giàu lắm á. Em trai rồi. Đi với ai? Dạ em đi với ba em. À, có bác trai hả? Chào chú. Dạ, chào xin bác. Chào MC Quyền Linh với Cát Tường với. Dạ. Tôi là ba của Minh Hoàng. Dạ. Cháu thì duyên nợ thôi, thì có cơ hội gặp nhau thì chú sẵn sàng tiến tới hôn nhân cho hai cháu thôi. Chứ chú là anh em có xuôi mà chú lớn tuổi rồi cũng chưa có chú gia. Thành ra mới cũng có, nếu có dâu thì chú cũng mừng lắm. Chuẩn bị hết chưa chú? Có hết rồi. Nó mà có vợ là chú chạy chắc trước nhất á. Để chú mừng là có dâu mà. Dạ, rồi hy vọng mẹ vậy nha. Ba lo là có gì. Cảm lo ơn chú. Nữa. Cảm ơn chú. Con gái mình đi với ai? Dạ hôm nay em đi với mẹ em, cô em và chị. Rồi cho dạ, chị gặp mẹ em luôn. Chào cô. Chào MC Nguyễn Linh. Dạ. Chào MC Cát Tường. Dạ. À, xin chào khán giả trong trường quay. Tôi là mẹ của Lan Hương. Cháu bữa nay thì ngoại hình thì cũng gọn gàng, cũng được, thấy cũng hiền. Đến nay thì thôi cũng cái duyên của hai đứa, thì tụi con cũng cho nhau cơ hội đi. Tôi là cô của Lan Hương, thì cô cũng ủng hộ tụi con hết mình. Rồi, cảm ơn cô, mẹ cô ủng hộ luôn rồi ha. Rồi, bây giờ mình kéo rào cho hai bên gặp mặt đi ha. Để coi xong dòng, dòng gì không biết. Mở rào. Rồi. Đó. Dạ em cảm ơn anh. Rồi em đứng cho cổ ngắm coi cổ thấy giống Song Joong Ki không? Nhìn đi em. Giống không? Dạ không giống. Không giống. Rất là thẳng thắn. Trong cái hồ sơ mà đăng ký tham gia bạn gái có ghi đó là không có thích đàn ông chua lè chua lét. Nghe cái mùi chua là không có thích rồi, dị ứng. Thì cái việc đầu tiên đó, em kiểm tra coi có chua gì không? Không anh, em nãy em mới xịt hai chai dầu thơm. Hai chai dầu thơm luôn hả? Dạ, hồi nãy tặng hoa thì em không có nghe mùi à, nghe mùi thơm. Vậy à? Dạ. Anh thấy em dễ thương. Và cái nói chuyện anh cũng thấy em chắc là người hiền lành và hiểu tâm lý. Dạ, em thấy anh thì cũng lịch sự. Nói chung là ăn nói cũng nhẹ nhàng. Cỡ anh được bao nhiêu phần trăm của em? Dạ, được tầm 60%. Vậy anh cũng mừng à. Cuối tuần anh có hay dọn dẹp đồ không anh, nhà cửa? Anh nếu mà nhà dơ hay là dọn dẹp cái gì mà anh thấy không được là anh dọn hết à. Nhưng mà ít khi nào nó dọn lắm. Nhưng mà có gì mà nếu mà mình quen nhau thì anh có động lực anh dọn hàng ngày. Thời gian rảnh thì anh hay làm gì anh? Thường anh ở nhà không à, anh ít đi chơi lắm. Lâu lâu có bạn rủ cà phê rồi anh mới đi. Anh thì cũng ít có nhậu nhẹt lắm. Chỉ có tiệc tùng hay là đám đồ anh mới nhậu thôi. Dạ vậy quan niệm tình yêu của anh thì như thế nào anh? Anh quan niệm bây giờ là yêu là cưới em. Yêu không cưới thì thôi đừng yêu, tốn thời gian. Quan điểm em thì là yêu thì
chân thành và không vụ lợi trong tình yêu. Đến đây là cũng là cái duyên, nên anh cũng hy vọng cho em, cho anh cơ hội bấm nút. Nếu như em cho anh cơ hội, anh không hứa sẽ dẫn em đi mạnh chân trời cuối biển, anh sẽ hứa sẽ dẫn em đi đến cuối cuộc đời. Như đó đủ rồi chị. Rồi, vậy được rồi. Đi tới cuối cuộc đời phải không? Đời dài lắm. Để tay nút bấm đi các bạn. Đặt tay vào nút bấm đi em. Kiểm tra lại con tim của mình xem bấm hay không bấm là quyền của các bạn. 1 2 3. Hết thời gian. Xin mời hai bạn. Đó, bây giờ nắm tay nhau đi. Trời, hồi nãy quyết tâm cái gì? Quyết tâm sao? Mày nói gì đó? Xin phép. Con xin bé gái xin phép cô cho con hôn bạn. Đây là chiếc vé xem phim của cụm rạp Cinebox 210, 2 lý chiến thắng gửi tặng các bạn. Gửi tặng hai bạn, đây là chiếc máy nước nóng với thương hiệu Centon. Cái máy nước nóng với thương hiệu Atlantic gửi tặng hai bạn với tổng trị giá phần quà là 7 triệu đồng. Xin tặng hai bạn một cặp đồng hồ từ thương hiệu SR, chính hãng Nhật Bản. Hôm qua đặc biệt dành cho các bạn đó là một chiếc TV cao cấp UVC TV trị giá 9 triệu đồng sẽ dành cho hai bạn nếu như các bạn tiến đến hôn nhân. Bạn có thể kết nối Bluetooth, điều khiển bằng giọng nói, đặc biệt là gọi điện thoại cho người thân ngay trên cả TV rất tiện lợi. Chúc mừng hai bạn nha, cố gắng nha. Xin mời. À. Đó, đi theo bảo vệ. Mua đôi giày độn cao cao lên mang nha.